gì mà ngóng tới ngóng lưu hoài vậy? Lát nó cũng về tới mà. Vô đây ngồi xuống. Ông Sáu Bảnh này ông hiền lắm, hiểu không? Hả? Ai nói cái gì thì ông cũng dễ siêu lòng lắm. Cho nên tôi sợ ông bị người ta lừa thôi. Nên tôi lo cho ông vậy thôi. Với lại ông có hứa với tôi á là ông sẽ ở lại đây vài tháng với tôi. Tôi mừng chứ. Kìa ông về tới kìa. Thưa ba, thưa chú Mười con mới về. Anh Mười, khỏe ha? À, khỏe khỏe. Trời ơi, tôi về bên xóm trọ bển ha. Vui lắm, tao nói nhiều chuyện để kể cho mấy ông nghe. Nè, tôi kể cho mấy ông nghe nha. Từ từ đi, đừng có kể. Để tôi dọn cơm ra rồi, em muốn kể gì đó kể. Thôi phụ tôi xuống dọn cơm đi. Mau lên vô đi chú. Ăn cơm. Tao nói vui lắm mấy ông ơi. Đó, người này nó chỉ cho người kia làm. Không? Vui lắm. Rồi sáng sớm á, mọi người xách cái ghế, tao nói ngồi giống như họp tổ dân phố á. Rồi cái lên phát biểu mà hay đó nha. Vỗ tay rần rần dạ. Luôn. Thôi nghe, bữa cơm thì đề nghị bớt mấy cái chuyện linh tinh lại nghe, tập trung ăn nghe. Ăn cơm đi. Dạ con mời mọi người đi. Ăn cơm. Nè, nãy giờ để ý á, thấy mấy người không hề nghe thọt đũa vô mấy cái đồ ăn mà tôi nấu nghe. Ăn mấy cái đồ ăn tình yêu của ông không ha. Vậy thôi bây giờ mang hết ba cái đồ ăn tình yêu của mấy ông á qua bên kia ăn đi. Cho nó tiện. Trời ơi, cho tôi ăn chung miếng đi. Không. Ông đang canh tị đó. Ông nói là anh có cơm tình yêu vợ nấu cho anh ăn. Còn ông phải tự nấu cơm cho bản thân ông ăn. Cho nên ông quên kiếm chuyện gì đó. Không có gì đâu. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn dương. Thoá nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.